Đây là chiếc đèn dùng trong các tình huống khẩn cấp. Nó đồng thời là một chiếc sạc điện thoại thông minh, hoạt động với hai nguyên liệu là muối và nước. Thiết bị này sẽ ngay lập tức tạo ra điện năng ngay sau khi bạn cho nước, muối và thanh kim loại này vào bên trong. Dùng muối thường mua trong siêu thị có được không? Tất nhiên là được. Tuy nhiên, khi xảy ra thiên tai, việc tìm mua muối rất khó. Bởi thế, chúng tôi có để sẵn trong thiết bị một gói muối dự phòng. Mọi thứ đã có sẵn trong thiết bị. Việc bạn cần làm là chuẩn bị một chút nước. Loại nước nào cũng được. Nước càng sạch thì sạch pin càng nhanh. Còn nếu chỉ chiếu sáng thì nước rửa mặt hoặc nước sông đều được. Còn nếu bạn dùng nước biển thì không cần cho thêm muối. Còn nếu không có nước sông nước biển thì dùng nước tiểu. Đây chính là sản phẩm 2-in-1 của công ty Steyr dùng trong trường hợp xảy ra thảm họa. Thiết bị này có cấu tạo khá đơn giản. Bên trong là một chiếc ống đựng gồm hai ngăn. Người dùng chỉ việc cho muối vào cả hai ngăn rồi cho thêm nước. Sau đó cho thanh magie vào trong ống rồi đóng nắp là có thể sử dụng để chiếu sáng và sạc pin điện thoại cũng như các thiết bị di động khác. Ông Ishikawa cho biết cho tới nay, các sản phẩm chủ yếu của công ty là các phụ kiện cho điện thoại thông minh, TV màn hình mỏng và các thiết bị dành cho các trường hợp khẩn cấp. Và sạc pin kim đèn chiếu sáng chạy bằng muối và nước của công ty là đơn hàng do chính khách hàng yêu cầu. Công ty bắt đầu nghiên cứu và sản xuất sản phẩm này từ một năm về trước.